Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã biểu dương sự đóng góp quan trọng của đội ngũ già làng, người uy tín trong việc góp sức cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng đấu tranh ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới. Các vị già làng cũng bày tỏ niềm tin vào đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo, xây dựng đời sống cho đồng bào vùng biên giới. Trên cơ sở đó, đội ngũ già làng sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vừa phát triển kinh tế, vừa tích cực tham gia cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc an ninh biên giới vùng Tây Nguyên.